Hello everyone, xin chào các em, rất vui được gặp lại các em. Vậy là trong phần bài học trước, các em đã được học về phần Getting Started, phần bài học đầu tiên của Unit 6, có chủ đề là Happy New Year, chúc mừng năm mới rồi đúng không nào? Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần bài học về A Closer Look One. Và trước khi bắt đầu phần A Closer Look One ngày hôm nay thì các em cần chuẩn bị cho cô hai quyển sách, đó là sách học sinh và sách bài tập tiếng Anh lớp 6. Ở phía sau bìa 4 của hai quyển sách này các em sẽ thấy có đính kèm phần mềm IC Books. Đây là phần mềm sẽ giúp các em có thể tự làm bài tập, tự kiểm tra đánh giá năng lực của mình và tự ôn lại các kiến thức mà các em đã học ở trên lớp. Và nếu bạn nào chưa có hai quyển sách này thì các em cũng có thể truy cập vào trang web www.icbooks.vn để nhận được sự hỗ trợ nhé. Đối với phần bài học ngày hôm nay, phần A Closer Look One, các em sẽ được học về các từ vựng vocabulary, các từ vựng liên quan đến các đặc trưng trong ngày Tết cũng như những hoạt động mà chúng ta thường thực hiện trong ngày Tết. Bên cạnh đó, về phần pronunciation, kỹ năng phát âm, các em cũng sẽ được học cách phát âm của hai âm là âm s và âm sh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một số từ vựng mới mà chúng ta sẽ gặp trong bài học ngày hôm nay, một số từ vựng liên quan đến các chủ đề về ngày Tết nhé. Okay, now let's start to learn some new words. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học một số từ vựng mới mà chúng ta sẽ gặp trong phần vocabulary của bài học ngày hôm nay. Từ vựng đầu tiên mà các em được học trong bài ngày hôm nay đó là điều ước, mong muốn. Điều ước, danh từ sẽ là wish và nó cũng chính là động từ mong ước, mong muốn. Ta có wish, wish, wish sẽ là mong ước, điều ước. Tiếp đến ta có một danh từ này là danh từ chỉ các món quà. Món quà ta sẽ gọi nó là present, present, present. Bên cạnh nghĩa là món quà thì từ present cũng có nghĩa là hiện tại mà chúng ta đã từng gặp trong cấu trúc là hiện tại đơn. Ví dụ như present simple thì cũng là present. Và trong trường hợp này present nó có nghĩa là các món quà, những món quà, present, món quà. Tiếp đến ta có một danh từ miêu tả các đồ đạc nội thất ở trong gia đình. Đồ đạc nội thất trong gia đình sẽ được gọi là furniture. 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 Đồ đạc nội thất. Đối với cuốn lịch thì ta sẽ gọi nó là calendar. 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 Cuốn lịch. Và cuối cùng ta có một danh từ trong bài học ngày hôm nay, danh từ miêu tả ngôi chùa. Ngôi chùa thì ta sẽ gọi nó là pagoda. 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 Ngôi chùa, chùa chiền. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên, Activity 1 trong phần mềm IC Books để ôn tập lại những từ vựng mới mà chúng ta đã vừa học ở trong phần lý thuyết vừa rồi nhé. Now, let's start with Activity 1 in A Closer Look 1. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên trong phần A Closer Look 1. 1. Listen and repeat the words in the box. Ở hoạt động đầu tiên này, bây giờ các em sẽ cùng lắng nghe và lặp lại các từ ở bên dưới được cho ở trong khung. Ví dụ như từ đầu tiên. Wish. Tiếp đến. Fireworks. Furniture. Tương tự như vậy, các em sẽ kích chuột để đọc các từ còn lại. Và sau khi đọc xong, các em cũng có thể sử dụng nút thu âm ở bên dưới để xem liệu rằng cách phát âm của chúng ta đã đúng so với phát âm của máy, đã đúng, đã chuẩn hay chưa nhé. Tiếp đến, chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 2, Activity 2. 2. Work in groups. Label the pictures with the words in one. Ở hoạt động số 2 này, các em sẽ làm việc theo nhóm Working Groups. Các em sẽ gắn tên của những cái, gắn nhãn dán, gắn tên các từ làm sao cho phù hợp với các bức tranh ở bên dưới. Và những từ này là những từ mà các em vừa làm, vừa đọc ở trong hoạt động số 1, Activity 1. Ví dụ như ở hình đầu tiên, các em thấy đây là hình ảnh pháo hoa đúng không nào? Ta có từ pháo hoa sẽ là fireworks, vì vậy chúng ta sẽ gắn vào đây là 1B fireworks. Hay như ở số 2, đây là bức tranh một ngôi chùa, hình ảnh một ngôi chùa. Ta có chùa là pagoda. Ta gắn vào đây 2I pagoda. 2I pagoda. Và hình ảnh số 3 đó chính là một hộp quà. Hộp quà là present. Vì vậy chúng ta sẽ kéo vào đây 3D present. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ gắn tên cho những cái hình còn lại
làm sao cho nội dung của nó tương ứng với bức hình. Và sau khi đã hoàn thành xong, các em sẽ bấm vào nút Submit ở bên dưới để nộp bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình, xem liệu rằng các em đã gắn đúng tên cho các bức hình hay chưa nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 3, Activity 3. 3. Match the verbs with the suitable nouns. Ở hoạt động 3 này, các em sẽ nối những động từ bên cột trái với những danh từ phù hợp ở bên cột phải. Các động từ được cho, ví dụ như động từ go to, các em sẽ thấy nó phù hợp với bên phía bên phải là một tên của một địa điểm, đúng không nào? Ta có tên địa điểm đó là a pagoda, một ngôi chùa. Vì vậy ta có thể nối verb go to với a pagoda. Go to a pagoda, đi đến một ngôi chùa. Hay như ở động từ số 2, give, đưa, cho. Ở đây ta thấy đưa, cho, nó có thể đi kèm với danh từ đó là lucky money, cho tiền lì xì, give lucky money. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ thực hiện những cái phần, những cái câu bên dưới, những động từ bên dưới, và các em sẽ nối sao cho phù hợp giữa động từ đó với các danh từ ở bên cột phải nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 4, Activity 4. 4. Write the phrases you have formed in 3. The first one is an example. Và ở hoạt động 4 này thì các em sẽ viết những cụm từ mà các em vừa tạo thành ở trong hoạt động số 3, Activity 3. Và người ta nói là the first one, cái bức tranh đầu tiên, cái từ cụm từ đầu tiên đã được làm, ví dụ cook, special food, nấu món ăn đặc biệt, nấu món ăn truyền thống. Hay như ở hình ảnh số 2, các em thấy đây là hình ảnh đi chùa, đúng không nào? Ta có từ đi chùa sẽ là go to a pagoda. Ta sẽ điền vào đây go to a pagoda. Và ở hình ảnh số 3 đó chính là việc cho tiền lì xì. Cho tiền lì xì thì sẽ là give lucky money. Và tương tự như vậy, các em cũng sẽ hoàn thành cụm động từ cho các hình ảnh còn lại trong bài tập này nhé. Tiếp đến chúng ta cùng chuyển sang cái hoạt động số 5, kỹ năng pronunciation, kỹ năng phát âm. Pronunciation. Sh and s. 5. Listen and repeat the words. Và ở hoạt động 5 này, các em sẽ nghe và lặp lại các từ được cho ở bên dưới. Sau đó các em xem thử which words, cái từ nào có âm là sh và từ nào có âm là s. Sau đó lắng nghe lại một lần nữa, listen again, và write them in appropriate columns. Viết chúng vào những cái cột thích hợp, cột phù hợp với âm sh và âm s. Bây giờ chúng ta cùng thử lắng nghe một số từ đầu tiên trong hoạt động số 5. Celebrate. School. Special. Vậy là chúng ta đã vừa nghe xong một số từ đầu tiên. Các em sẽ tiếp tục lắng nghe các từ còn lại và xem thử liệu rằng từ đó thuộc cột sh, âm sh hay âm s. Ví dụ như ở từ đầu tiên, celebrate, các em thấy trong từ này chỉ có âm s. Vì vậy chúng ta sẽ kéo nó vào cột sh, s. Hay như từ số 2, celebrate. Shopping. Shopping bắt đầu bằng sh. Vì vậy nó sẽ được đọc là sh. Shopping, ta sẽ kéo chúng vào cột sh. Shopping. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ thực hiện đối với các từ còn lại trong bài tập này nhé. The next one is activity 6. Hoạt động tiếp theo chính là hoạt động số 6. 6. Listen to the sentences and tick which has sh and which has s. Và ở hoạt động 6 này, các em sẽ lắng nghe các câu bên dưới và đánh dấu tick vào cái câu mà có âm sh và câu có âm s. Ví dụ như ở câu đầu tiên. 1. We come home every summer. We come home every summer. Các em thấy ở đây có từ summer bắt đầu bằng âm s. Vì vậy chúng ta sẽ đánh dấu vào cột s. Hay như câu số 2. Number 2. 2. We should leave early. We should leave early. Các em thấy ở đây ta có từ should bắt đầu bằng âm sh. Vì vậy chúng ta sẽ đánh dấu vào cột sh. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ thực hiện và hoàn thành các câu còn lại nhé. Và chúng ta cùng đến với hoạt động cuối cùng, Activity 7.
7. Listen and practice reading the short poem. Pay attention to the sounds sh and s. Ở hoạt động cuối cùng này, các em sẽ lắng nghe và luyện tập đọc một cái bài thơ ngắn ở bên dưới. Và các em nhớ chú ý vào các âm, đó là âm sh và âm s. Ví dụ như ở câu đầu tiên, ta có câu thơ đầu tiên đó là Spring is coming. Ta thấy ở đây có từ spring bắt đầu bằng âm s. Vì vậy chúng ta sẽ điền vào vị trí bên dưới đó là spring. Và giống như vậy các em cũng sẽ hoàn thành những cái chỗ trống còn lại cho hai âm, cho những từ phát âm là âm sh và những từ có phát âm là âm s. Well done, vậy là các em đã vừa hoàn thành xong phần bài học liên quan đến A Closer Look One. Các em đã được học những từ vựng cũng như cách phát âm của hai âm trong bài học ngày hôm nay rồi đúng không nào? Trong bài học tiếp theo các em sẽ tiếp tục được học về phần A Closer Look Two. Và đối với phần A Closer Look Two, các em sẽ được học mẫu ngữ pháp liên quan đến should or shouldn't, nên hoặc không nên làm một điều gì đó để đưa ra lời khuyên, mẫu cấu trúc đưa ra lời khuyên. Bên cạnh đó các em cũng sẽ được học cấu trúc về will or won't, sẽ làm hoặc là sẽ không làm một điều gì đó để diễn tả một ý định, một dự định. Các em về nhà hãy thực hiện lại các bài tập mà chúng ta đã thực hiện trong bài ngày hôm nay thông qua phần mềm IC Books và đừng quên chuẩn bị cho bài học mới phần A Closer Look 2 nhé. Ok, goodbye, see you.